Một tướng Nga hôm thứ Bảy vào ngày 16 tháng 3 tuyên bố một số lượng lớn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc không kích bằng bom chân không, một loại vũ khí cực mạnh còn được gọi là bom khí dung hoặc là vũ khí nhiệt áp hút oxy từ môi trường xung quanh để tạo ra những vụ nổ lớn có tính sát thương rất cao. Cụ thể, theo CNN, Phó Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong một cuộc họp rằng có tới 300 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công chính xác bằng bom chân không do lực lượng Nga tiến hành. CNN cho biết họ không thể xác minh độc lập các con số và chưa có bình luận ngay lập tức từ Ukraine. Đại tướng Alexei Kim, Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, không cho biết nơi cuộc tấn công diễn ra, nhưng mô tả địa điểm diễn ra cuộc tấn công là điểm triển khai của lực lượng Kraken, theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraine. Theo CNN, trong tuyên bố trên, Đại tướng Alexei Kim đang đề cập đến một đơn vị đặc biệt của tình báo quốc phòng Ukraine các chi tiết về cuộc tấn công được tiết lộ trong cuộc họp tại trụ sở của nhóm lực lượng hỗn hợp nơi đại tướng shoigu nghe báo cáo từ các chỉ huy về tình hình hiện tại trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt là cụm từ mà nga dùng để nói về cuộc chiến ở ukraine Đại tướng Alexei Kim cũng không đề cập đến thời điểm cuộc tấn công diễn ra, nhưng lưu ý rằng chỉ riêng trong tuần qua, nhiều hoạt động hiệu quả của các hệ thống trinh sát và tấn công ba tổ hợp Patriot của Mỹ, một bệ phóng tên lửa đa nòng Vampay với hơn 10 tên lửa do nước ngoài sản xuất, cũng như nhiều hệ thống pháo binh, kho nhiên liệu và đạn dược đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tướng Kim cũng báo cáo với Đại tướng Sergo trong cuộc họp rằng Ukraine đang chịu tổn thất đáng kể cả về thiết bị và nhân lực khi Nga sử dụng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái để tấn công. Cơ quan an ninh liên bang Nga gọi tắt là FSB hôm 15 tháng 3 cho biết một công dân Nga đã bị bắt giữ tại Moscow vì cáo buộc phản quốc. Theo FSB, người này đã thú nhận hợp tác với Ukraine để lắp ráp và phóng máy bay không người lái. Trong một tuyên bố, FSB cho biết người đàn ông chưa được công bố danh tính đã phóng các máy bay không người lái để tạo ra các mục tiêu giả ở khu vực lân cận các cơ sở của Bộ Quốc phòng Nga với mục tiêu đánh lừa hệ thống phòng không nước này. Hãng tin Interfax trích dẫn một đoạn video do FSB công bố cho biết người đàn ông này từng làm việc cho quân đoàn tự do Nga, một nhóm vũ trang đóng quân ở Ukraine có quan điểm chống đối Điện Kremlin đây là một trong ba nhóm đã tuyên bố tấn công vào lãnh thổ nga trong vài ngày qua ở khu vực biên giới với ukraine nga cáo buộc ukraine đứng sau các nhóm này đồng thời đã ngăn chặn thành công vụ tấn công và khiến kiev chịu thiệt hại nặng nề ukraine tuyên bố các nhóm trên hoạt động độc lập và không liên quan tới chính quyền kiev Thời gian gần đây, Ukraine được cho là đã liên tục tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Điều này có thể làm giảm sản lượng xăng và dầu diesel của Nga và đẩy giá lên cao. Moscow đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 3. Một trong những mục tiêu khác của Kiev là khiến Nga phân tâm và buộc phải rút bớt lực lượng từ chiến dịch quân sự ở Ukraine để tăng cường phòng thủ biên giới ngoài ra moscow cũng cáo buộc ukraine thực hiện các vụ tập kích uav vào các mục tiêu trên lãnh thổ nga ukraine hiếm khi bình luận về những cáo buộc này thư ký hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia ukraine oleksiy danilov tuyên bố hôm 15 tháng 3 tôi muốn nói rằng nếu tổng thống nga vladimir putin tin rằng chiến tranh sẽ không lan tới nga ông ấy đã nhầm ông danilov cảnh báo nếu hôm nay họ đã bắt đầu phải chịu đựng đòn tấn công ở khoảng cách 800 tới 900 km thì tin tôi đi, trong tương lai gần sẽ là hàng nghìn km. Chúng tôi sẽ không để họ sống yên bình cho đến khi họ rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Kênh Military Summary đưa tin, bằng một cách không thể tưởng tượng được, lực lượng vũ trang Nga đã vượt qua được hàng phòng ngự của Ukraine ở Belichy, vượt sông Duna và thiết lập quyền kiểm soát ở khu vực Semenivka. Nếu quân đội Nga giành được chỗ đứng, điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của tuyến phòng thủ này. Kênh Deep State của Ukraine cũng thừa nhận Lực lượng Kiev mặc dù đã cơ bản chặn được tiến công của đối phương, nhưng vẫn không thể ngăn được lực lượng Nga tiến vào Konenko và phía bắc Olivka tại Tây Adipka. Quân đội Nga mỗi ngày tiến rất chậm. Ukraine đã tìm cách khắc phục tình hình, giữ ổn định chiến tuyến sau vài tuần chỉ tháo chạy và rút lui. Kênh Surya Mabdetin, quân đội Nga trên mặt trận Zaporizhia đã đạt được những bước tiến mới về phía tây bắc về Vebove. Kênh Avivon Koridatin lực lượng thân Ukraine tiếp tục hoạt động quân sự xuyên biên giới nhằm phá hỏng cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Cường độ giao tranh tại biên giới đã giảm đi rõ rệt. Các nhóm vũ trang đang thử thách khả năng phòng thủ của Nga theo từng mũi xung kích nhỏ và tập hợp lại để có thể tiếp tục các hoạt động tấn công. Các cuộc tấn công vào vùng quốc tại khu vực Tekino đã suy yếu. Lực lượng thân Ukraine đánh nghi binh ở vùng Rihepka, Sumy lân cận, di chuyển theo từng nhóm nhỏ quanh làng. Pháo binh Nga đang dội hỏa lực vào khu vực. Từ ngày 15 tháng 3, các nhóm vũ trang Ukraine ở vùng Belgorod sử dụng lực lượng trinh sát và có cuộc tấn công trực diện với lực lượng nhỏ. Khi đối mặt với hỏa lực đáp trả, họ rút lui với tổn thất mà không cố gắng kiên trì. Các cuộc đụng độ diễn ra theo hướng Grey Voronsky tại khu vực Spodorizio. Các nhóm vũ trang sử dụng phương tiện cơ giới cố gắng tổ chức các cuộc tấn công nhỏ, nhưng bị hỏa lực chặn lại và rút lui với tổn thất. Dọc chiến tuyến, Ukraine tiếp tục tích cực sử dụng pháo và hỏa lực bắn loạt máy bay không người lái tấn công, cố gắng làm giảm khả năng phòng thủ trên các vị trí tiền phương của Nga. Việc di chuyển trang thiết bị của quân đội Ukraine và các nhóm vũ trang khác vẫn tiếp tục diễn ra tại các khu vực tập trung gần biên giới nhất ở vùng Sumy và Kharkov. Không quân lục quân và máy bay ném bom chiến thuật của lực lượng hàng không vũ trụ Nga tiếp tục tấn công, cả bằng bom FAV thông thường dọc biên giới và bằng bom lượn FAV tại những nơi tập trung lực lượng và thiết bị của đối phương ở tuyến sau. Theo kênh Military Summary ngày thứ ba của trận chiến ở biên giới đã kết thúc và Bộ Quốc phòng Nga đã cung cấp những số liệu đầu tiên. Kết quả cuộc tấn công của nhóm vũ trang từ Ukraine thật đáng kinh ngạc với tổn thất khủng khiếp lên tới 1.500 người trong 72 giờ qua. Lực lượng vũ trang Ukraine chịu tổn thất lớn như vậy ở hướng Zaporizhia trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái. Nếu cứ tiếp tục với tốc độ này, lực lượng vũ trang Ukraine có thể mất tới 20.000 binh sĩ ở biên giới trong một tháng. Theo kênh Rai trên hướng Slobohanske, lực lượng Ukraine tấn công vào khu vực biên giới gần Kryvorod ở vùng Belgorod, cố gắng tiêm nối thành công của họ sau khi trực thăng hạ cánh gần Kozinka. Tuy nhiên, các đơn vị Nga đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công và phá vỡ kế hoạch của đối phương. Trong các cuộc đụng độ, các chiến sĩ của lữ đoàn đặc nhiệm số 2 đã tiêu diệt toàn bộ lực lượng đối phương đổ bộ gần Kozinka, ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga. Lực lượng thân Ukraine một lần nữa cố gắng tiến vào Tekino ở vùng quốc, nhưng không thể tiến tới vùng ngoại ô của ngôi làng. Quân đội Ukraine không ngừng pháo kích các khu định cư khác trong khu vực bằng pháo binh. Mặc dù hệ thống phòng không của Nga đang hoạt động tích cực, nhưng một số quả đạn vẫn rơi xuống đường phố và khu dân cư. Thật không may, vẫn có thương vong. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 15 tháng 3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, trên mặt trận ghi nhận 68 vụ đụng độ quân sự, đối phương phóng 8 tên lửa, thực hiện 57 đợt không kích và 46 đợt tấn công bằng pháo, tên lửa phóng loạt. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Kupiansk, Liman, Adipka, Novopolovka, Marinka, Orekhov, Zaporizhia. Ở hướng Bakhmut, đối phương không tiến hành các hoạt động tấn công. Trong khi đó, tại hướng Kherson, trong ngày, Nga đã tiến hành 3 đợt xung kích không thành công, báo cáo viết. Ukraine Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky tối ngày 15 tháng 3 thông báo, ông đã tổ chức các cuộc họp quân sự quan trọng, đặc biệt là xác định các điểm yếu của đối phương. Tổng thống đã nghe Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Silersky, người vừa trở về từ hướng Adivka, báo cáo về tình hình ở đó, cũng như các khu vực quan trọng khác của mặt trận. Ông Zelensky nói, cùng với Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Giám đốc SPU Valaisli Maliuk, Cục trưởng Cục tình báo quốc phòng Kirin Kudanov và Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine chịu trách nhiệm chỉ đạo các hệ thống không người lái. Chúng tôi có thể gây tổn hại lớn nhất cho đối phương. Chúng tôi sẽ áp dụng nó. Nga càng thua nhiều và cái giá phải trả cho sự gây hấn của họ càng lớn, thì cái kết chính đáng cho cuộc chiến này sẽ càng đến gần. Ông Zelensky cũng thông tin về cuộc họp với đại diện các bộ trưởng, ngành công nghiệp quốc phòng và các cơ quan khác về việc sản xuất UAV công nghệ cao. Ông khẳng định, Ukraine có những loại vũ khí như vậy, nhưng chúng phải có tầm bắn xa hơn, quy mô lớn và mạnh mẽ hơn. Chúng tôi đã xác định được nhiệm vụ và thời hạn phù hợp. Không một cuộc tấn công nào của Nga sẽ không bị đáp trả. Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky tối ngày 15 tháng 3 thông báo, ông đã tổ chức các cuộc họp quân sự quan trọng, đặc biệt đã xác định các điểm yếu của đối phương. Tổng thống đã nghe Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky người vừa trở về từ hướng Adipka, báo cáo về tình hình ở đó cũng như các khu vực quan trọng khác của mặt trận. Ông Zelensky nói, Cùng với Tổng tư lệnh, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Giám đốc SPU Varisi Mariuk, Cục trưởng Cục tình báo Quốc phòng Rikin Budanov và Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine chịu trách nhiệm chỉ đạo các hệ thống không người lái. Chúng tôi có thể gây tổn hại lớn nhất cho đối phương. Chúng tôi sẽ áp dụng nó. Nga càng thua nhiều và cái giá phải trả cho sự gây hấn của họ càng lớn, thì cái kết chính đáng cho cuộc chiến này sẽ càng gần hơn. Ông Zelensky cũng thông tin về cuộc họp với các đại diện các bộ trưởng, ngành công nghiệp quốc phòng và các cơ quan khác về việc sản xuất UAV công nghệ cao. Ông khẳng định, Ukraine có những loại vũ khí như vậy, nhưng chúng phải có tầm bắn xa hơn, quy mô lớn và mạnh mẽ hơn. Chúng tôi đã xác định được nhiệm vụ và thời hạn phù hợp, không một cuộc tấn công nào của Nga sẽ không bị đáp trả. Báo Hy Lạp Kathimerini ngày 15 tháng 3 đưa tin, Hy Lạp không đàm phán với Cộng hòa Séc về việc mua vũ khí mà nước này dự định chuyển giao cho Ukraine trong năm 2024. Theo đó, Athens đã thông báo cho các quan chức EU chịu trách nhiệm điều phối viện trợ cho Kiev về khả năng chuyển đạn dược sang Ukraine trong năm nay thông qua Cộng hòa Séc, gồm 2.000 rocket không đối đất Sunni 127mm, 180 tên lửa chống tăng không rõ loại, 90.000 quả đạn 90mm, 4 triệu viên đạn, và 70 khẩu pháo M114A1 155mm do Mỹ sản xuất. Pháo phản lực đang phục vụ trong quân đội Hy Lạp, nhưng từ lâu đã được coi là không cần thiết cho nhu cầu hoạt động nếu được bán cho Séc rồi chuyển tới Kiev. Đây sẽ là lô thiết bị thứ hai mà Ukraine nhận được từ Hy Lạp. Hiện nay, các quan chức Séc và Hy Lạp đang đàm phán về giá vũ khí. Sau đó, họ sẽ ký một thỏa thuận song phương. Trước đó, Hy Lạp đã cung cấp cho Ukraine các bệ phóng tên lửa phòng không và xe chiến đấu bộ binh bánh xích BMP-1 của Liên Xô để đổi lấy các phương tiện chiến đấu Marder hiện đại hơn do Đức sản xuất. Vào đầu năm, giới truyền thông đưa tin, chính quyền Hy Lạp đã ra lệnh chuẩn bị chuyển sang Ukraine một gói thiết bị và vũ khí không còn được lực lượng vũ trang nước này sử dụng. European Bravda đưa tin, lý do chính khiến Thủ tướng Đức Olaf Scholz tích cực phản đối việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine, có thể liên quan đến tính năng nhắm mục tiêu. Thông tin mà ông Söhn gọi là kiến thức bí mật tại cuộc tranh luận vừa qua về tên lửa Taurus đã được công bố tại cuộc họp đặc biệt của ủy ban quốc phòng quốc hội vào thứ hai ngày 11 tháng 3. Trong phần liên quan đến Taurus, tổng thanh tra quân đội Đức, Castor Bauer, đã đưa ra một bài báo cáo dài 20 phút về tính năng của tên lửa này. Ông chỉ ra là để sử dụng hiệu quả tên lửa này cần một lượng dữ liệu khổng lồ và một hệ thống máy tính đặc biệt mà chỉ Bundeswehr mới có. Nếu Berlin chuyển giao Taurus cho Kyiv nước này sẽ không còn quyền truy cập vào các hệ thống này nữa và sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Đức. Các chi tiết của hệ thống này được giữ bí mật. Vì vậy, những nguồn tin thậm chí không thể ước tính Berlin sẽ mất bao lâu để khôi phục nó. Đồng thời, Berlin có thể cung cấp cho Kiev những tên lửa này ở phiên bản rút gọn, không có hệ thống dẫn đường. Trong trường hợp này, Taurus sẽ đóng vai trò bổ sung cho các tên lửa hành trình Storm Shadow yếu hơn ảnh. Trước đó, Thủ tướng Sol đã công khai viện dẫn nhiều lý do khác nhau để không cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine. Từ việc không muốn leo thang và bị lôi kéo vào cuộc chiến với Nga, cho đến lo ngại tên lửa sẽ tấn công đâu đó ở Moscow. Trước đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron nói rằng, London đang xem xét tất cả các lựa chọn, bao gồm cả việc trao đổi tên lửa Taurus với Storm Shadow của Anh để cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa. Khi F. Independent đưa tin, Thủ tướng Đức Olaf Son cho biết hôm 15 tháng 3 sau cuộc họp tam giác quay ma ở Berlin các nhà lãnh đạo Đức, Pháp và Ba Lan đã nhất trí về các sáng kiến mới hỗ trợ Kiev, bao gồm mua thêm vũ khí và thành lập liên minh tương lai về pháo tên lửa tầm xa. Thủ tướng Đức Scholz sẽ tiếp đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Berlin để thỏa thuận cách tiếp cận của họ nhằm giúp cho Ukraine chống lại sự gây hấn của Nga. Cuộc gặp được coi là không chỉ là bước khôi phục lại định giác tam gia quê mà, mà còn là cơ hội để các ông Scholz và Macron xoa dịu căng thẳng về những khác biệt của họ liên quan đến chiến lược Ukraine. Tổng thống Pháp gần đây gợi ý rằng, phương Tây không nên loại trừ việc gửi quân tới Ukraine trong tương lai, nhưng ông Sol kiên quyết bác bỏ. Phát biểu tại các cuộc họp báo sau cuộc hội đàm ở Berlin, Thủ tướng Sol đã trình bày các sáng kiến chung mới để hỗ trợ Kiev, bao gồm mua thêm vũ khí cho Ukraine trên thị trường toàn cầu, mở rộng sản xuất quân sự, cụ thể là hợp tác với các đối tác Ukraine, thành lập liên minh pháo binh tên lửa tầm xa trong khuôn khổ định dạng Ramstein và tăng cường hỗ trợ cho gói trị giá 5 tỷ euro quỹ quốc phòng của EU dành cho Ukraine. Ông Sôn bình luận, chúng tôi sẽ bắt đầu mua thêm vũ khí cho Ukraine ngay lập tức. Theo Thủ tướng, số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga sẽ được sử dụng để mua vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Macron nói rằng, Pháp và các đối tác của họ sẽ không bao giờ để Nga giành chiến thắng và sẽ hỗ trợ người dân Ukraine cho đến cùng. Nhưng nhấn mạnh rằng, họ sẽ không bao giờ thúc đẩy leo thang. Thủ tướng Balantas lưu tư ý rằng, sự hỗ trợ dành cho Ukraine nên rộng rãi và nhanh nhất có thể để ngăn chặn tình hình xấu đi trong tương lai gần. Thủ tướng Ba Lan nói, chúng tôi muốn tiêu tiền của mình, chúng tôi muốn giúp đỡ bằng mọi cách có thể ở đây và bây giờ để tình hình ở Ukraine được cải thiện chứ không trở nên tồi tệ hơn trong những tuần và tháng tới. Theo một tài liệu mà hãng tin Bloomberg quan sát được, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đề nghị Quốc hội phân bổ ít nhất 6,5 tỷ đô la Mỹ để bổ sung kho dự trữ vốn đã cạn kiệt sau 2 năm liên tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Lầu Năm Góc nhấn mạnh, tính cấp bách và liệt kê các khoản chi tiêu ưu tiên trong các đề xuất bổ sung được gửi tới Quốc hội vào tháng trước, Bloomberg cho hay. danh sách mua sắm được cho là bao gồm nhiều loại vũ khí, đạn dược và các thành phần quan trọng để sản xuất đạn pháo 155mm, tên lửa chống radar HAM, tên lửa đánh chặn Patriot, tên lửa GMRRS và tên lửa chống tăng tiêu kép. Trong khi lầu năm góc ước tính, ngân sách bổ sung ngay lập tức là 6,5 tỷ đô la Mỹ. Nhiều hãng truyền thông Mỹ đưa tin hồi đầu tuần rằng Mỹ sẽ cần ít nhất là 10 tỷ đô la Mỹ. Một nguồn tin nói với Politico, trừ khi sự thiếu hụt được bù đắp, lỗ hồng này sẽ khiến quân đội Mỹ căng thẳng. Washington đã cung cấp hơn 75 tỷ đô la Mỹ tiền mặt và thiết bị cho Ukraine tính đến cuối năm ngoái để đối phó với Nga, vượt xa các nhà tài trợ phương Tây khác. Tuy nhiên, Quá trình viện trợ đã bị đình trệ trong vài tháng qua do khoản ngân sách 60 tỷ đô la Mỹ đang mắc kẹt ở Quốc hội. Gần đây nhất, Mỹ ngày 12 tháng 3 công bố gói viện trợ đầu tiên cho Ukraine kể từ tháng 12 năm ngoái, cũng là gói đầu tiên của năm 2024 với tổng trị giá 300 triệu đô la Mỹ. Đây là nỗ lực xoay sở của Lầu Năm Góc sau khi họ phát hiện được một số khoản tiết kiệm chi phí trong các hợp đồng quân sự, dẫn tới việc có dư thêm tiền để chuyển khẩn cấp vũ khí cho Ukraine. Đây chỉ là một gói viện trợ nhỏ giúp Ukraine giải tỏa cơn khát đạn dược trong một thời gian ngắn. Về lâu dài, trong cuộc chiến tiêu hao với Nga, Ukraine vẫn đối mặt với bất lợi lớn vì Moscow đang đưa cỗ máy sản xuất quân sự vào quần quay. Tình báo NATO ước tính, Nga dự kiến sản xuất 3 triệu đạn pháo trong năm nay, trong khi cả Mỹ và EU đặt ra mục tiêu sản xuất 1 triệu đạn pháo để viện trợ cho Ukraine. Chuyên gia dự đoán, Tiềm lực đạn dược sẽ là biến số quan trọng tác động mạnh mẽ tới cục diện cuộc chiến vốn đã bước sang năm thứ ba. Bên nào có khả năng duy trì khả năng hỏa lực lâu hơn sẽ giành lợi thế lớn trên mặt trận. Trong diễn biến mới nhất, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson hôm 14 tháng 3 nói với các thượng nghị sĩ Cộng hòa rằng Hạ viện sẽ sớm chuyển cho Thượng viện dự luật về viện trợ bổ sung cho Ukraine sau nhiều tuần trì hoãn. Ông Johnson đề cập đến ý tưởng viện trợ dưới dạng cho vay hoặc chương trình cho thuê để đảm bảo không xảy ra việc người dân Mỹ bỏ ra hàng chục tỷ đô la Mỹ mà không nhận lại được gì. Ông cũng đề cập đến ý tưởng cho phép tịch thu tài sản Nga bị đóng băng và gửi số tiền thu được từ tài sản thanh lý vào quỹ hỗ trợ Ukraine. Một tướng Nga hôm thứ Bảy vào ngày 16 tháng 3 tuyên bố một số lượng lớn binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc không kích bằng bom chân không, một loại vũ khí cực mạnh còn được gọi là bom khí dung hoặc là vũ khí nhiệt áp hút oxy từ môi trường xung quanh để tạo ra những vụ nổ lớn có tính sát thương rất cao. Cụ thể, theo CNN, Phó Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong một cuộc họp rằng có tới 300 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công chính xác bằng bom chân không do lực lượng Nga tiến hành. CNN cho biết họ không thể xác minh độc lập các con số và chưa có bình luận ngay lập tức từ Ukraine. Đại tướng Alexei Kim, Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga, không cho biết nơi cuộc tấn công diễn ra nhưng mô tả địa điểm diễn ra cuộc tấn công là điểm triển khai của lực lượng Kraken, theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraine. Theo CNN, trong tuyên bố trên, Đại tướng Alexei Kim đang đề cập đến một đơn vị đặc biệt của tình báo quốc phòng Ukraine. Các chi tiết về cuộc tấn công được tiết lộ trong cuộc họp tại trụ sở của nhóm lực lượng hỗn hợp nơi đại tướng shoigu nghe báo cáo từ các chỉ huy về tình hình hiện tại trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt là cụm từ mà nga dùng để nói về cuộc chiến ở ukraine Đại tướng Alexei Kim cũng không đề cập đến thời điểm cuộc tấn công diễn ra, nhưng lưu ý rằng chỉ riêng trong tuần qua, nhiều hoạt động hiệu quả của các hệ thống trinh sát và tấn công ba tổ hợp Patriot của Mỹ, một bệ phóng tên lửa đa nòng Vampay với hơn 10 tên lửa do nước ngoài sản xuất, cũng như nhiều hệ thống pháo binh, kho nhiên liệu và đạn dược đã bị phá hủy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Tương Kim cũng báo cáo với Đại tướng Sergo trong cuộc họp rằng Ukraine đang chịu tổn thất đáng kể cả về thiết bị và nhân lực khi Nga sử dụng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái để tấn công. Cơ quan an ninh liên bang Nga gọi tắt là FSB hôm 15 tháng 3 cho biết một công dân Nga đã bị bắt giữ tại Moscow vì cáo buộc phản quốc. Theo FSB, người này đã thú nhận hợp tác với Ukraine để lắp ráp và phóng máy bay không người lái. Trong một tuyên bố, FSB cho biết người đàn ông chưa được công bố danh tính đã phóng các máy bay không người lái để tạo ra các mục tiêu giả ở khu vực lân cận các cơ sở của Bộ Quốc phòng Nga với mục tiêu đánh lừa hệ thống phòng không nước này. Hãng tin Interfax trích dẫn một đoạn video do FSB công bố cho biết người đàn ông này từng làm việc cho quân đoàn tự do Nga, một nhóm vũ trang đóng quân ở Ukraine có quan điểm chống đối điện Kremlin. Đây là một trong ba nhóm đã tuyên bố tấn công vào lãnh thổ Nga trong vài ngày qua ở khu vực biên giới với Ukraine. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các nhóm này, đồng thời đã ngăn chặn thành công vụ tấn công và khiến Kiev chịu thiệt hại nặng nề. Ukraine tuyên bố các nhóm trên hoạt động độc lập và không liên quan tới chính quyền Kiev. Thời gian gần đây, Ukraine được cho là đã liên tục tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Điều này có thể làm giảm sản lượng xăng và dầu diesel của Nga và đẩy giá lên cao. Moscow đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu trong vòng 6 tháng kể từ ngày 1 tháng 3. Một trong những mục tiêu khác của Kiev là khiến Nga phân tâm và buộc phải rút bớt lực lượng từ chiến dịch quân sự ở Ukraine để tăng cường phòng thủ biên giới. Ngoài ra, Moscow cũng cáo buộc Ukraine thực hiện các vụ tập kích UAV vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Ukraine hiếm khi bình luận về những cáo buộc này. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov tuyên bố hôm 15 tháng 3, tôi muốn nói rằng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng chiến tranh sẽ không lan tới Nga, ông ấy đã nhầm. Ông Danilov cảnh báo nếu hôm nay họ đã bắt đầu phải chịu đựng đòn tấn công ở khoảng cách 800-900 tới 900 km, thì tin tôi đi, trong tương lai gần sẽ là hàng nghìn km, chúng tôi sẽ không để họ sống yên bình cho đến khi họ rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Trả lời phỏng vấn hai kênh TF2 và Front2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Ukraine sẽ giành lại quyền kiểm soát tất cả các vùng lãnh thổ mà nước này từng nắm giữ, bao gồm cả bán đảo Crimea của Nga, đồng thời cho rằng đây là điều kiện để có hòa bình lâu dài. Tổng thống Macron cũng nói, Nga là đối thủ của Pháp, nhưng Paris không muốn gây chiến với Nga, mà chỉ ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột. Tổng thống Macron nói, Nga là đối thủ của Pháp, chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để kiềm chế Nga. Tôi cho rằng sẽ không có hòa bình lâu dài ở Ukraine nếu nước này không giành lại toàn bộ vùng lãnh thổ được quốc tế công nhận, bao gồm cả Crimea. Ngay sau tuyên bố trên của Tổng thống Pháp, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong một cuộc họp báo cho biết, ông Macron dường như sẽ không ngại việc tăng mức độ can dự của nước Pháp vào các cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ông Peskov nói, Theo tôi, Nga là đối thủ của Pháp vì Pháp đã tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine, họ đang gián tiếp tham gia vào cuộc chiến này. Tổng thống Pháp gần đây đã đưa ra những tuyên bố ngày càng thể hiện Paris sẵn sàng can dự vào xung đột Ukraine, rằng việc triển khai quân đội NATO vào Ukraine có thể xảy ra. Nhận xét này đã gây ra làn sóng phủ nhận từ các thành viên trong liên minh quân sự này. Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, ông Macron từ chối giải thích chi tiết về vấn đề này và khẳng định ông muốn duy trì sự mơ hồ về mặt chiến lược xung quanh vai trò của Pháp và đồng minh ở Ukraine. Nhận xét của ông Macron về vấn đề bán đảo Crimea lặp lại quan điểm được lãnh đạo cao nhất Ukraine nhiều lần nêu ra kể từ đầu xung đột cho đến nay. Bán đảo Crimea đã tách ra khỏi Ukraine sau cuộc đảo chính Maidan năm 2014 ở Kiev và nhanh chóng được sang nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu ý dân trên toàn bán đảo. Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk cũng tuyên bố ly khai trong năm 2014 kết quả dẫn đến cuộc khủng hoảng kéo dài suốt 8 năm ở miền đông Ukraine. Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson của Ukraine được xác nhập vào Nga vào cuối năm 2022, sau khi ý tưởng này được người dân địa phương ủng hộ trong các cuộc trưng cầu dân Ý được tổ chức riêng biệt ở mỗi vùng. Moscow đã nhiều lần đưa ra tuyên bố rằng, chủ quyền của nước này đối với Crimea và bất kỳ vùng lãnh thổ nào khác của Nga sẽ không được đưa ra làm điều kiện để đàm phán với bất kỳ quốc gia nào. Hãng Reuters ngày 16 tháng 3 đưa tin, Ukraine bắt đầu sơ tán hàng loạt dân tại tỉnh phía Bắc Sumy, gần biên giới Nga, sau thời gian bị dội pháo kéo dài. Tại khu vực gần cộng đồng Veripolisaka, chính quyền quân sự vùng Sumy cho biết hơn 180 cư dân đã được sơ tán trong 3 ngày qua. Giới chức Sumy từ lâu đã đưa ra các báo cáo hàng ngày về việc Nga pháo kích với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng. Chính quyền cho biết các khu vực sơ tán là những nơi căng thẳng nhất ở vùng Sumy với 3 người thiệt mạng, 13 người bị thương chỉ trong 5 ngày qua. Tổng cộng, có hơn 4.500 cư dân đã được sơ tán khỏi 22 ngôi làng ở vùng Sumi. Cộng đồng Velikopisaka nằm cách làng Kozinka vài km phía bên kia biên giới Nga. Làng Kozinka thuộc tỉnh Belgorod là nơi chính quyền địa phương tuần này cho biết một cuộc tấn công của các nhóm vũ trang gây thiệt hại đáng kể. Các nhóm này tự nhận là người Nga phản đối điện Kremlin và cho biết họ đang tiến hành một hoạt động quân sự trong khu vực. Thống đốc vùng Belgorod, Vyacek Laklapkov cho biết, các cuộc pháo kích vào các khu vực thuộc quyền quản lý của ông vẫn tiếp diễn hôm 14 tháng 3, khiến một người bị thương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đe dọa rằng, Nga sẽ nhận sự đáp trả tương xứng từ lực lượng Ukraine. Ngày 15 tháng 3, Ukraine đã đẩy lùi 54 cuộc tấn công của Nga ở các thành phố Kupiansk, Liman, Adipka, tỉnh Donetsk và Novopalipka, tỉnh Zaporizhia, cũng như ba cuộc tấn công ở tỉnh Kherson tổng cộng có 68 trận giao chiến trên tất cả các mặt trận trong 24 giờ qua. Trong ngày, không quân Ukraine thực hiện 7 cuộc tấn công vào khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, ngày 15 tháng 3, Nga đã tiến hành 57 cuộc không kích và 46 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Ukraine cáo buộc các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Reuters ngày 14 tháng 3 dẫn nguồn thạo tin cho hay, máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Grant Sharp từ Ba Lan về Anh đã bị gây nhiễu tín hiệu khi di chuyển qua lãnh thổ Nga. Nguồn tin cho hay, tín hiệu vệ tinh GPS đã bị chặn khoảng 30 phút khi máy bay của ông Sharp di chuyển qua vùng Kaliningrad của Nga. Điện thoại di động cũng không thể kết nối Internet trong thời gian này. Tổ bay đã buộc phải sử dụng các phương pháp thay thế để định vị. Một nguồn tin giấu tên của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, không quân Hoàng gia đã chuẩn bị tốt để đối phó với vấn đề này, nhưng cho rằng những sự việc như vậy sẽ gây ra rủi ro không cần thiết đối với máy bay dân sự. Bộ Quốc phòng Anh và Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên. Vụ việc không phải là lần đầu tiên, cũng không phải nghiêm trọng nhất khi một bộ trưởng thành viên NATO đối mặt với nguy hiểm do hành động quân sự của Nga. Tháng trước, một tên lửa của Nga đã phát nổ ngay gần đoàn xe của Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis khi ông đang thăm thành phố cảng Odessa của Ukraine cùng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rõ sự hiện diện của những nhân vật quan trọng ở Ukraine không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt của họ. Hồi tháng 4 năm 2022, Nga đã tập kích thủ đô Kiev của Ukraine giữa lúc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang đến thăm thành phố. Ở những ngày đầu xung đột, Nga cũng tập kích vào Kyiv, bất chấp một số lãnh đạo châu Âu đang có mặt tại đây. Nga cũng cảnh báo, bất cứ cố vấn quân sự, vũ khí nước ngoài nào hiện diện ở Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của họ. Moscow nhấn mạnh, nếu NATO đưa quân vào Ukraine, điều đó thậm chí sẽ kéo theo một cuộc chiến hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo, mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 với tuyên bố nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa chính quyền Kiev. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga ngày 15 tháng 3, Tổng thống Putin khẳng định, quân đội Nga đang từng bước đạt được các mục tiêu đã đề ra trong chiến dịch này, giành thế chủ động trên chiến trường. Trước đó ông cho biết, Nga sẵn sàng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine nếu có được các đảm bảo an ninh và bất cứ cuộc đàm phán nào đều phải dựa trên tình hình thực tế. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev trong tuần này đã nêu ra công thức hòa bình của Nga. Trong đó, yêu cầu Ukraine phải đầu hàng, bồi thường thích đáng cho Nga, công nhận quyền kiểm soát của Moscow đối với lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 3 cáo buộc, Ukraine đã mở cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga ở vùng Belgorod và Quốc từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 3. Nga tuyên bố, binh sĩ nước này từ lực lượng Zapad và Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã ngăn chặn mọi nỗ lực của Ukraine nhằm xâm nhập vào lãnh thổ của vùng Belgorod và quốc của Nga, đồng thời đẩy lùi mọi cuộc tấn công của các đơn vị quân đội Ukraine. Thông báo viết, tổng thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới hơn 1.500 quân, trong đó có khoảng 500 người trong tình trạng không thể trở lại tham chiến. Có 18 xe tăng và 23 xe chiến đấu bọc thép đã bị phá hủy. Theo RT, tình trạng không thể trở lại tham chiến, ám chỉ những binh sĩ thiệt mạng, bị thương tật hoặc bị bắt giữ. Ukraine chưa bình luận về con số mà Nga cung cấp. Trước đó, Ukraine nói rằng ba nhóm vũ trang đối lập với Điện Kremlin đóng quân tại nước này đã tấn công vào lãnh thổ Nga. Kiev tuyên bố các nhóm này hoạt động độc lập, không theo sự chỉ đạo của Ukraine. Tuy nhiên, Moscow cáo buộc phía Ukraine và Mỹ đứng sau các nhóm này với mục tiêu làm rối loạn nội bộ Nga. Nga cũng nêu chi tiết về các cuộc giao tranh ở khu vực biên giới ở Belgorod vào ngày 14 tháng 3. Nga cáo buộc nhóm phá hoại Ukraine bao gồm các binh sĩ lực lượng đặc biệt và lính đánh thuê nước ngoài, đã dùng trực thăng Mi-8 đổ bộ quân lên khu vực cách biên giới khoảng 1 km. Nga cho biết, phía Ukraine dường như đã xâm nhập vào một số ngôi nhà ở ngoại ô làng Kozinka, nhưng bị quân nhân và lính biên phòng Nga chặn lại. Moscow đã triển khai pháo và máy bay tấn công vào phía Ukraine. Khi Ukraine rút lui, họ được cho là đã vướng phải bãi mìn của Nga và chịu thương vong ngoài ra nga tuyên bố đang ngăn chặn lực lượng ukraine sơ tán binh sĩ thương vong bằng hệ thống hỏa lực phóng loạt bộ quốc phòng nga tuyên bố ukraine đã mất 50 người khi tấn công vào belgorod ngày 14 tháng 3 nga tuyên bố đã khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát làng kozinka Và cùng ngày andriy sukop người phát ngôn của tổng cục tình báo quốc phòng ukraine cho biết khu vực quốc và belgorod đã là vùng chiến sự đây là điều chúng tôi xác nhận ông cho rằng những thành viên người Nga trong ba nhóm vũ trang nói trên đang bảo vệ quyền dân sự của họ bằng cách chống lại điện Kremlin và họ không có lựa chọn nào khác. Các khu vực biên giới Nga như quốc Bryansk và Belgorod cũng như thủ đô Moscow thường xuyên trở thành mục tiêu của máy bay không người lái và tên lửa kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Thời gian gần đây, Ukraine được cho là liên tục tấn công vào các mục tiêu của Nga, đặc biệt là nhà máy lọc dầu điều này có thể làm giảm lượng xăng và dầu diesel của Nga và đẩy giá lên cao. Một trong những mục tiêu khác của Kyiv là khiến Nga phân tâm và buộc phải rút bớt lực lượng từ chiến dịch quân sự ở Ukraine để tăng cường phòng thủ biên giới. Theo kênh Baza Telegram, một phụ nữ đã bước vào một điểm bỏ phiếu ở quận Đông Bắc thủ đô Moscow và đổ lon nước sát trùng màu xanh lá cây vào thùng phiếu. Cô gái đã hô khẩu hiệu ủng hộ Ukraine trong khi thực hiện hành động này. Trong đoạn video ghi lại vụ việc, cô gái cũng được nhìn thấy đang liên lạc với ai đó qua điện thoại. Các nhân chứng đã nói với giới truyền thông rằng người này dường như bị ai đó điều phối từ xa. Ủy ban điều tra của thành phố Moscow sau đó thông báo người phụ nữ này đã bị giam giữ và một vụ án hình sự đã được mở ra. Trong đó, cô gái bị cáo buộc cản trở quyền bầu cử. Nếu bị kết tội, người này phải đối mặt với án tù 3 đến 5 năm. Một sự cố tương tự cũng liên quan đến chất lỏng màu xanh lá cây đã xảy ra ở thành phố Borisogrev thuộc vùng Boronet. Các nỗ lực làm hỏng phiếu bầu cử của cử tri bằng mực được cho là đã xảy ra ở thành phố Rotov và Cộng hòa Karachay, Keresia. Ủy ban bầu cử Trung ương Nga CEC đã yêu cầu tăng cường an ninh cho các thùng phiếu sau những sự cố trên. Phó Chủ tịch CEC Nikolai Bulaev nói, rõ ràng những người này đã được hứa hẹn tiền và phần thưởng, đồng thời cho biết những hành vi phạm tội này do cả nam và nữ thực hiện ông Bulaev tuyên bố, để đảm bảo an ninh cho các thùng phiếu, nhân viên CEC sẽ phối hợp cùng lực lượng cảnh sát và vệ binh quốc gia. Ông cho biết, những lá phiếu bị hủy hoại không thể kiểm đếm được, đồng thời với việc những kẻ phá hoại đang ăn cắp phiếu bầu của người dân Nga một cách hiệu quả. Chủ tịch CEC Ela Fambrilova tuyên bố trước cuộc bầu cử rằng, Ủy ban bầu cử Trung ương biết rằng những hành động khiêu khích có thể nhằm mục đích làm gián đoạn quá trình bầu cử, nhưng cam kết những hành động này sẽ không thành công trong việc ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu. Cuộc bầu cử Tổng thống ở Nga chính thức bắt đầu từ hôm 15 tháng 3 và dự kiến kéo dài đến ngày 17 tháng 3. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử Tổng thống Nga kéo dài 3 ngày. Tổng thống Putin đã kêu gọi cử tri trên khắp đất nước, bao gồm cả các, các vùng lãnh thổ mới xác nhập, đi bỏ phiếu để xác định rõ ràng tương lai của nước Nga. Năm nay, có 4 ứng viên chạy đua giành chức Tổng thống Nga. Trong đó, Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Các ứng viên còn lại gồm lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do Leonid Sputsky, đại diện Đảng Cộng sản Nga Nikolai Karitonov và ứng viên Đảng Những Con Người Mới Vladislav Davankov. Đây cũng là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Nga sau cải cách hiến pháp năm 2020. Trong đó, thiết lập giới hạn hai nhiệm kỳ 6 năm cho bất kỳ người nào giữ chức vụ nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng tạo điều kiện cho ông Putin có cơ hội tái tranh cử. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow hôm 15 tháng 3, ông Peskov cho biết Paris không ngại tăng mức độ tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Ông Peskov nói, rõ ràng Pháp đang coi Nga là đối thủ, bởi vì Pháp đã tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Trên thực tế, nước này đã gián tiếp tham gia vào cuộc chiến này, và xét theo tuyên bố của Tổng thống Emmanuel Macron, ông ấy thực sự không ngại tăng mức độ tham chiến. Ngoài ra, bình luận về nỗ lực của nhóm phá hoại Ukraine nhằm xâm nhập vào lãnh thổ Nga người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, một trong những mục tiêu của họ là gây bất ổn tình hình trước cuộc bầu cử Tổng thống kéo dài 3 ngày, từ 15 đến 17 tháng 3 ở Nga. Ông Peskov cũng cáo buộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA đã thực hiện các hoạt động phá hoại ở Nga trong nhiều năm. Những cáo buộc của ông Peskov về việc Pháp chiến đấu chống lại Nga ở Ukraine được đưa ra trong bối cảnh trước đó một ngày, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với các kênh truyền hình Pháp hôm thứ Năm 14 tháng 3. Ông Macron cho biết, thất bại của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga sẽ không mang lại hòa bình. Nhà lãnh đạo Pháp cũng nhấn mạnh, Paris sẽ sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn chiến thắng của Nga, quốc gia mà ông coi là đối thủ. Trước đó, ông đã từ chối loại trừ khả năng triển khai bộ binh phương Tây tới Ukraine, gây tranh cãi trong chính NATO. Cũng trong cuộc phỏng vấn hôm 14 tháng 3, ông Macron đã lên tiếng đáp trả cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin về kịch bản Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu phương Tây đưa quân tới Ukraine. Ông Macron tuyên bố, Trước hết, chúng tôi cảm thấy được bảo vệ bởi vì chúng tôi là một cường quốc hạt nhân. Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi có học thuyết về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Pháp cũng lưu ý rằng, việc đưa ra những lời đe dọa như tuyên bố của Tổng thống Putin là không phù hợp khi Nga là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông Macron, không cần phải khoe khoang khi nói đến vũ khí hạt nhân, vì chúng tôi có trách nhiệm không bao giờ được leo thang trong vấn đề này. Khi người Nga bắt đầu bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, mức độ tín nhiệm của đương kim Tổng thống Vladimir Putin, 71 tuổi, lên rất cao trong bối cảnh người Nga bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với cuộc chiến do ông phát động ở Ukraine. Cô Ludeba Petrova, 46 tuổi, người đang mua giày thể thao tại một trong những chợ bán buôn lớn nhất của Nga ở miền Nam Moscow tuyên bố. Tôi ủng hộ ông Putin và tất nhiên tôi sẽ bỏ phiếu cho ông ấy. Về lý do ủng hộ nhà lãnh đạo Nga, bà Petrova giải thích. Ông Putin đã vực dậy nước Nga và Nga sẽ đánh bại phương Tây, Ukraine. Không ai có thể đánh bại Nga. Theo Reuters, ở Nga, cuộc chiến ở Ukraine đã giúp Tổng thống Putin củng cố quyền lực và nâng cao uy tín của ông đối với người Nga. Theo các cuộc thăm dò và các cuộc phỏng vấn với các nguồn tin cấp cao của Nga, Reuters dẫn lời một nguồn tin giấu tên quen thuộc với các quan chức cấp cao nhất của Điện Kremlin cho biết, ông Putin hiện không có đối thủ cạnh tranh, ông ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác phương Tây đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng khi giúp đoàn kết và thống nhất một bộ phận lớn giới tinh hoa Nga cũng như người dân Nga xung quanh Tổng thống Putin bằng các lệnh trừng phạt và sự phỉ báng đối với nước Nga. Tổng thống Putin đã ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022 sau 8 năm xung đột ở miền đông Ukraine giữa một bên là lực lượng của Kiev và một bên là quân ly khai Ukraine thân Nga. Cuộc chiến đã khiến cho hàng chục binh sĩ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương ở cả hai phía hàng triệu thường dân Ukraine phải rời bỏ đất nước, trong khi nền kinh tế cũng như cơ sở hạ tầng của Ukraine bị thiệt hại hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Phương Tây, vốn coi Tổng thống Putin là mối đe dọa, đã cung cấp cho Ukraine viện trợ, vũ khí và thông tin tình báo cấp cao trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Các nhà lãnh đạo phương Tây cáo buộc Tổng thống Putin tiến hành chiến tranh nhằm khôi phục ảnh hưởng toàn cầu của Nga. Tuy nhiên, ông Putin coi cuộc chiến ở Ukraine là một phần của cuộc chiến sinh tồn với một phương Tây ngày càng chống Nga. Theo Levada Center, một cơ quan thăm dò ý kiến có uy tín của Nga, tỷ lệ tín nhiệm ủng hộ đối với Tổng thống Putin hiện là 86%, tăng từ mức 71% ngay trước cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, mức ủng hộ dành cho ông Putin cũng đã tăng vỏ trong cuộc chiến giữa Nga và Georgia năm 2008 và vụ xác nhập bán đảo Crimea từ Ukraine năm 2014. Trong khi đó, mức độ ủng hộ dành cho ba ứng viên đối đầu với ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga không ai vượt qua 6%. Ông Alexei Levinson, người đứng đầu nhóm nghiên cứu văn hóa xã hội tại Levada Center, chia sẻ với Reuters. Đối với nhiều người Nga, nước họ đang trong cuộc đấu tranh lâu đời với phương Tây và những gì đang diễn ra là một giai đoạn trong cuộc đấu tranh ấy. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt của phương Tây cho đến nay vẫn chưa thể nhấn chìm nền kinh tế Nga. Trong khi đó, các quan hệ kinh tế của Nga gia tăng với hàng loạt đối tác từ siêu cường quốc Trung Quốc, Ấn Độ, Iran đến các nước châu Phi. Dữ liệu cho thấy nền kinh tế tập trung vào chiến tranh của Nga đã tăng trưởng 3,6% trong năm ngoái và tiền lương thực tế tăng 7,8%. Nhưng nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động, thiếu đầu tư và suy giảm dân số. Theo ba nguồn tin Nga nói với Reuters, ông Putin tin rằng ông có nhiều quyền lực ở Ukraine hơn Mỹ và ông có thể giữ Nga tiếp tục cuộc chiến trong nhiều năm nữa. Một nguồn tin giấu tên của Nga cho biết, chiến tranh không hẳn là xấu đối với nền kinh tế trong ngắn hạn. Putin có thể tiếp tục chiến đấu bao lâu tùy thích. Trong suốt cuộc bầu cử, mối quan tâm chính của Điện Kremlin là đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao. Sáu nguồn tin nói với Reuters rằng, một số nhà quản lý tại các công ty nhà nước đã yêu cầu nhân viên phải đi bỏ phiếu đầy đủ và gửi lại ảnh chụp với các lá phiếu của họ. Ngay cả máy rút tiền cũng nhắc nhở người Nga đi bỏ phiếu. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Ukraine vào các khu vực của Nga nhấn mạnh nỗ lực của họ nhằm gây bất ổn trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Song Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Nikolai Bulazhev nói với các phóng viên rằng kết quả bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ gây thất vọng cho nhiều người ở nước ngoài. Ông cho biết tất cả những hành động lùm xùm xung quanh cuộc bầu cử, những nỗ lực ngăn cản người dân bỏ phiếu bằng cách đóng cửa các điểm bỏ phiếu ở nước ngoài hoặc tấn công các điểm bỏ phiếu gần biên giới đều vô nghĩa. Bulajem nói, dù thế nào đi nữa thì người dân cũng sẽ có tiếng nói của mình. Áp lực đối với người dân càng mạnh thì đoàn kết càng lớn. Đối với tôi, có vẻ sau cuộc bỏ phiếu này, chúng ta sẽ có một kết quả khiến nhiều người ở nước ngoài thất vọng. Nhưng đó sẽ là quan điểm được người dân chúng tôi bày tỏ. Đó là những gì họ nghĩ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15 tháng 3 thông báo ông đã gặp Tổng tư lệnh Oleksandr Silersky, Phó Tổng tư lệnh Vadim Sukhavetsky, Tổng tham mưu trưởng Anatoly Parevich, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Vasily Maliuk và Giám đốc Tình báo quân sự Kirill Budanov để thảo luận về các hành động tiếp theo trong cuộc chiến chống lại Nga. Tổng thống Zelensky đã trao đổi các quyết định với tướng Zelensky khi Tổng tư lệnh trở về từ thành phố tiền tuyến Adipka, nơi quân đội Nga tiếp tục tập trung nỗ lực chính để tạo ra bước đột phá gần các khu định cư đã giành được quyền kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Ông Zelensky tuyên bố, Ukraine đã phát hiện điểm yếu nhất của Nga và điểm yếu này sẽ bị lực lượng Ukraine nhắm tới để gây thiệt hại nghiêm trọng nhất cho Moscow. Ông Zelensky tuyên bố, Nga càng mất mát nhiều, cái giá phải trả cho sự gây hấn của họ càng cao. Cuộc chiến này sẽ càng gần đến điểm kết thúc. Tổng thống Zelensky cũng cho biết, ông đã gặp đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng, chính phủ và các tổ chức khác để thảo luận về việc sản xuất máy bay không người lái với công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ cho các hoạt động chiến đấu trong tương lai. Ông Zelensky nói, Chúng tôi có những loại vũ khí như vậy ở Ukraine, nhưng chúng tôi cần có tầm bắn xa hơn, số lượng lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Đồng thời tuyên bố không có cuộc tấn công nào của Nga mà chưa bị đáp trả. Máy bay không người lái đã được chứng minh là hữu ích cho cả hai bên trong cuộc xung đột Ukraine, khi các lực lượng Nga và Ukraine sử dụng các thiết bị không người lái rẻ tiền và sẵn có trên thị trường để tấn công bộ binh của nhau. Nga đã sử dụng rộng rãi máy bay không người lái tự sát Lancet để phá hủy thiết giáp Ukraine trong khi máy bay không người lái do phương Tây cung cấp của Ukraine đã cho phép Kiev tấn công các mục tiêu của Nga. Giới chuyên gia cho rằng, máy bay không người lái thế hệ mới sẽ không thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu về đạn pháo của Ukraine, nhưng chúng có thể giảm bớt phần nào sự thiếu hụt này. Giới chức Anh đang làm việc ở phía Mỹ để lĩnh hội công nghệ phát triển máy bay không người lái tích hợp trí tuệ nhân tạo AI nhằm viện trợ cho Ukraine. Anh và các đồng minh dự kiến bàn giao những máy bay không người lái này cho Ukraine sau vài tháng nữa hoặc lâu hơn nữa Tùy vào tình hình thực tế, cuộc gặp mới nhất giữa Tổng thống Zelensky và các tư lệnh cấp cao diễn ra trong bối cảnh Nga bị cáo buộc phóng tên lửa đạn đạo Iskander M vào thành phố Odessa hôm 15 tháng 3. Cuộc tấn công của Nga khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương. Theo giới chức Ukraine, hai tên lửa Iskander M được bắn từ bán đảo Crimea do Nga kiểm soát đã làm hư hại cơ sở hạ tầng dân sự cũng như đường dây điện và khí đốt ở thành phố phía nam. Trước đó, Nga cũng tấn công Odessa hôm mùng 5 tháng 3, khi tổng thống Volodymyr Zelensky gặp thủ tướng Hy Lạp Aros Mitsotakis. Ông Zelensky cho biết, tên lửa đã bắn trúng vị trí cách căn các nhà lãnh đạo 300 đến 400 m. Thủ tướng Đức bày tỏ ủng hộ Ukraine, tuyên bố lập liên minh cung cấp rocket tầm xa cho nước này sau cuộc họp với lãnh đạo Pháp Lan Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói trong cuộc họp báo chung với tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Balan Donald Tusk tại Berlin hôm 15 tháng 3. Chúng tôi đang thiết lập liên minh mới về pháo phản lực rocket tầm xa. Các đồng minh sẽ duy trì hỗ trợ chừng nào còn cần thiết. Tổng thống Nga nên hiểu rằng chúng tôi sẽ không từ bỏ ủng hộ Ukraine. Cuộc họp giữa lãnh đạo Đức, Pháp và Ba Lan được tổ chức nhằm hàn gắn bất đồng và thể hiện đoàn kết với Ukraine. Thủ tướng Sol nói rằng các nước viện trợ sẽ ủng hộ lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Moscow để mua vũ khí cho Kiev. Tổng thống Macron cho hay cả ba quốc gia đều thống nhất cho mục tiêu không để Nga chiến thắng và duy trì hỗ trợ Ukraine đến cùng. Ông cũng nhấn mạnh, các lãnh đạo đã thống nhất không gây leo thang căng thẳng với Nga, dường như nhằm xoa dịu sự phản đối sau khi đưa ra ý tưởng triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine. Sau khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine hồi cuối tháng 2 năm 2022, Mỹ, EU và các đồng minh đã giáng nhiều đòn trừng phạt với Moscow nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Vladimir Putin chấm dứt chiến sự. Một trong số đó là phong tỏa khoảng 50% dự trữ vàng và ngoại tệ của Moscow ở nước ngoài, trị giá khoảng 330 tỷ đô la Mỹ. Liên minh châu Âu EU đã đóng băng 220 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga. Trong đó, khoảng 90% do công ty dịch vụ tài chính Euroclear ở Bỉ nắm giữ. Khoản lợi nhuận từ số tài sản này có thể lên tới hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 28 tháng 2 kêu gọi sử dụng lợi nhuận từ tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây để mua vũ khí cho Ukraine. Trung tướng Oleksandr Sirsky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine AFU, vừa đến thăm binh sĩ đang chiến đấu ở tiền tuyến gần Adipka và cập nhật tình hình chiến sự nóng bỏng trong khu vực. Ông Sirsky nhấn mạnh rằng, các lực lượng Nga đã tập trung nỗ lực tấn công chính gần Adipka, đồng thời cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine trong vài ngày liên tiếp. Các cuộc giao tranh khốc liệt nhất đang diễn ra trong khu vực do ba lữ đoàn Ukraine chịu trách nhiệm. Các binh sĩ của ba lữ đoàn này đang phải đối mặt với các cuộc tấn công hàng ngày của người nga liên quan đến cả xe bọc thép và các cuộc tấn công của bộ binh. Theo ông Syrsky, Bộ chỉ huy Quân sự Nga rất coi trọng khu vực tiền tuyến này, triển khai mọi phương tiện sẵn có. Vị tướng Ukraine cho hay các hành động tấn công của đối phương được hỏa lực pháo binh dày đặc hỗ trợ. Ngoài ra, Nga cũng sử dụng tích cực các máy bay không người lái FPV mang theo thuốc nổ. Máy bay Nga cũng tấn công định kỳ các vị trí Ukraine bằng bom dẫn đường trên không từ khoảng cách 40 đến 50 km. Trong khi đó, các vị trí pháo binh và các thành phần chính trong đội hình chiến đấu của Nga được hệ thống tác chiến điện tử bảo vệ chặt chẽ, tránh đòn tấn công trả đũa từ Ukraine, ông Zelensky nói. Ông lưu ý rằng, chiến thuật của AFU gần Adipka bao gồm việc gây tổn thất tối đa cho quân Nga bằng cách sử dụng pháo và máy bay không người lái tấn công. Ông Zelensky nói, Cùng với các chỉ huy, chúng tôi đã xem xét các phương án tối ưu cho hoạt động tác chiến của quân đội, cơ động với lực lượng dự bị, đảm bảo cung cấp đủ đạn dược và các phương tiện khác cho binh lính ở tiền tuyến. Tất cả các biện pháp cần thiết đã được thực hiện để củng cố khả năng phòng thủ. Ngoài ra, Tổng tư lệnh Zelensky cũng công bố một bức ảnh cho thấy kết quả hoạt động tác chiến của AFU theo hướng Adipka trong đó cho thấy các thiết bị quân sự của Nga bị lực lượng Ukraine phá hủy. Thành phố Adipka thuộc Donetsk vừa bị lực lượng Nga giành quyền kiểm soát vào giữa tháng 2. Kể từ đó, quân đội Moscow đã lấy đà và nhanh chóng chiếm được thêm một số ngôi làng của Ukraine về phía tây Adipka. Nhưng sau vài ngày liên tiếp giành được những bước tiến nhanh chóng, các cuộc tấn công của Nga đã bị dậm trên tại chỗ xung quanh ba ngôi làng đang tranh chấp gần Adipka, gồm belichi Olipka và Toneke. Ukraine đã điều động lực lượng đáng kể để bảo vệ khu vực, và quân đội Nga hiện đang tấn công các bãi đất trống với rất ít chỗ ẩn nấp, khiến bước tiến của họ bị mất đà. Các chuyên gia quân sự cũng đã trích dẫn một số yếu tố, bao gồm địa hình công thuận lợi cho các hoạt động tấn công của Nga. Theo đó, ông Paris Parone, nhà phân tích của Breitbart Group, một cộng đồng nguồn mở có trụ sở tại Phần Lan bình luận, các lực lượng Nga dường như đang cố gắng tiến lên bằng cách sử dụng các nhóm tấn công bộ binh nhỏ nhưng đang bị chặn lại do địa hình tương đối rộng mở phía tây Adipka. Thibault Ferret, phó giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Pháp cũng nhấn mạnh, việc Nga chiếm giữ Adipka không dẫn đến sự sụp đổ của phòng tuyến Ukraine cũng như khả năng người Nga tiến lên vùng đất trống hoặc đạt được những lợi ích lớn. Không có hành động quyết định hay đột phá nào cả. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15 tháng 3 cảnh báo Ukraine những ngày gần đây liên tiếp triển khai lực lượng cố gắng xâm nhập vào các khu vực dân cư dân sự trên lãnh thổ Nga. Trong đó có bốn vụ tại bang Belgorod và một lần tại bang quốc, nhưng đều bị quân đội Nga đẩy lùi, ta đưa tin. Ông chủ điện Kremlin cho rằng, những cuộc tấn công của Ukraine hoàn toàn vô nghĩa về mặt quân sự, chỉ nhằm can thiệp bầu cử, gây gián đoạn quá trình bỏ phiếu, bầu cử Tổng thống và uy hiếp người dân Nga ở những vùng giáp biên giới Ukraine. Tổng thống Nga nêu rõ, họ thất bại ở mọi mũi tiến công, các đợt xâm nhập đều bị đẩy lùi, đối phương phải rút chạy với tổn thất nặng nề quân đội Ukraine điều động hơn 2.500 lính, 35 xe tăng và 40 thiết giáp cho chiến dịch, nhưng đã mất 60% binh lực và hơn 50% tăng thiết giáp. Ông Putin tuyên bố, phòng công Nga chặn được 95% tên lửa và đạn pháo từ Ukraine, nhưng xác nhận một số dân thường đã bị thương vong và cam kết hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Theo Tổng thống Putin, những vụ tấn công của Ukraine vào Nga trong giai đoạn bầu cử chắc chắn sẽ hứng đòn trừng phạt trả đũa. Ông Putin nhấn mạnh, người dân Nga sẽ càng thể hiện lòng đoàn kết vững vàng hơn trước những cuộc tập kích. Trước đó, quân đội Nga ngày 15 tháng 3 thông báo đã phát hiện khoảng 30 tay súng sử dụng hai trực thăng Mi-8 đổ quân xuống khu vực cách biên giới Nga khoảng 1 km. Nhóm này sau đó di chuyển về phía làng Kozinka thuộc bang Belgorod của Nga. Quân đội Nga sử dụng pháo và máy bay tấn công lực lượng xâm nhập ngôi làng, đồng thời dùng hệ thống giải mìn từ xa để ngăn viện binh đối phương kéo đến. Hôm 14 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận, một nhóm binh sĩ từ Ukraine cố gắng xâm nhập khu định cư Sporazyshino ở bang Belgorod của Nga bằng xe tăng và thiết giáp nhưng bị đẩy lùi. Phía Nga tuyên bố loại bỏ vòng chiến đấu 195 binh sĩ đối phương cùng 5 xe tăng và 10 phương tiện cơ giới khác. Hồi đầu tuần ngày 12 tháng 3, Nga đã buộc phải triển khai lực lượng để chặn một nhóm phá hoại Ukraine cố gắng xâm nhập biên giới Nga ở hai bang Belgorod và quốc, loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 234 tay súng, 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất. Giới chức Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Tổng thống Putin. Trong khi tình hình ở biên giới Nga leo thang căng thẳng, Ukraine cũng liên tục triển khai máy bay không người lái UAV tấn công các mục tiêu dân sự ở Nga, khiến một số dân thường thiệt mạng.